Chuyện tình giữa Muang Thong United và thủ môn Đặng Văn Lâm không còn ở mức độ bình thường. Cả hai có thể đối diện với việc kiện nhau lên Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Lãnh đạo của đội bóng Thái Lan khẳng định do thủ môn Đặng Văn Lâm và người đại diện đủ thời gian, do đó họ sẽ đâm đơn kiện thủ môn số 1 tuyển Việt Nam lên FIFA. Nhìn từ phát biểu của lãnh đạo câu lạc bộ Muang Thong, nếu họ kiện và thắng kiện, thì thủ thành Đặng Văn Lâm có thể rơi vào trường hợp nhận án phạt bị cấm thi đấu trên toàn thế giới. Dù vậy, người đại diện của thủ môn Đặng Văn Lâm cũng phản pháo đầy cứng rắn là không sợ chuyện bị đội bóng Thái Lan đâm đơn kiện lên FIFA. Ông Krusin Andrei cũng tự tin thắng kiện vì khẳng định mọi thứ được làm đúng luật. Cân nhắc, người đại diện của Đặng Văn Lâm đã tuyên bố đội bóng Thái Lan vi phạm thỏa thuận tài chính nên sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng. Lãnh đạo của câu lạc bộ Muang Thong phát biểu ngược lại là đội bóng này không có gì sai. Có hai trường hợp xảy ra nếu như đội bóng Thái Lan kiện lên FIFA, thủ môn Đặng Văn Lâm và người đại diện sẽ nhận án phạt nếu câu lạc bộ Muang Thong thắng kiện. Ngược lại, Đặng Văn Lâm sẽ ra đi nếu như thắng kiện và làm đúng luật như người đại diện tuyên bố. Chuyện lùm xùm giữa thủ môn Đặng Văn Lâm và câu lạc bộ Muang Thong rõ ràng là thông tin đang rất nóng. Vì điều này liên quan đến tương lai của thủ thành số 1 tuyển Việt Nam. Hãy chờ xem kịch bản nào xảy ra, ai đang làm đúng luật và số phận của thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ ra sao.